Ơi, đi qua nhà tính chơi nè, hỏi nhậu việc đây. Hát phải quá, cảm ơn mọi người nhiều nha. Ở hạnh phúc, nghĩ sao trời, trái nhà quá. Hai chị em đây nè, đây là bà chế của mình, đây là bà chế của mình nha các bạn. Mình phát hiện trong giỏ của bà chế mình tự nhiên có cái này. Có một tiết màu trắng trắng xanh xanh có chữ KI, chẳng biết cái tiết đó là tiết gì. Không biết là gì mà ha, bà chế mình đi đâu cũng đang mang theo cái đó chứ. Hai kiếm này vậy. Một khách gì vậy? Phải. Là gì? Nói vài con đòi lỡ hẹn đi. Vậy thôi là sao đó.